thì DLC này là chúng nó là gì nhỉ? Chúng nó là đang chúng nó đang phá một vụ án, vụ án là kiểu bọn này đặt bom cho năm mới ấy. Thì mình đã phá đến cái đoạn là mình đã đi giải cứu hết tất cả các số bom đấy rồi. Bây giờ mình phải tìm cái thằng thủ lĩnh để mình có thể bắt được nó. Bây giờ mình phải tìm thằng thủ lĩnh để mình ngừng hoạt động, mình ngừng cái việc đấy nó lại. Ok, nếu mà anh em không nhớ thì mình sẽ nhắc lại cho anh em. Còn nếu anh em quên thì anh em thể ghé qua kênh YouTube của mình nhá. Mình có làm một phần DLC cho con Sleeping Dog rồi đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp theo của cái này. Phiên bản này là Wayfair đã trở thành cảnh sát, nên không cần phải đi làm cảnh sát ngầm nữa. Nhưng mà bên Hồng Kông nó vẫn là nó lái xe bằng tay phải này anh em nhỉ, lái xe bằng bên phải nhưng nó không lái xe ở bên trái. Giống mấy nước châu Âu, người ta xe người ta lái bằng bên phải, người ta không đi bằng bên trái. Tìm kiếm manh mối. À chắc là mấy thằng du côn du thực kia rồi. Manh mối đó thì mấy cái thằng du côn du thực này. Mình phải trèo qua đây à? Không, mình chỉ cần đá cái cửa ra thôi. Damn it.
đứng im. Các anh đã bị bắt, không được động đậy. Chống cự là bụng bự. Anh đã bị bắt. Hội chống lại người thi hành công vụ. Đứng dậy, anh đã bị bắt. Bật này, đồ khốn. Anh đã bị bắt, thì mà mày tội chống người thi hành công vụ. Tất cả đứng im, mọi người đã bị bao vây. Ây da. Ủa. Đồ khốn. Các anh đã bị bao vây. Theo con mẹ lên đây. Cho con mạng tùng ra. Các anh đã bị bao vây. Không được động đậy. Thằng kia đâu rồi? Thằng khốn kia đâu rồi? Ở đâu? À. Ờ, sao lại đi này? À. That's enough crazy for one day. I surrender. I surrender. If you got a lawyer, give him a call. Mày có luật sư thì mày nên gọi đi. Those guys are fucking crazy. They grabbed me out of my chemical lab 3 weeks ago. They've been keeping me locked. Nói ý tôi. Nói con mẹ mày ý tôi. Oh really? They threatened to pull out my eyes, cut off my fingers. You have to protect me. You don't know what these lunatics are capable of. Shut the fuck up. Im con mẹ mồm vào. Nói nhiều thì mày trình bày lên phường. Wow. Wow, bọn em bắn tiếp đấy. Bạn Mê Phương ở đây không chỗ cho trình bày. Để trình bày với phương giải quyết. Ok. Bắn dọa mấy cái thôi. Ây da. Bắn sát thế. A B C D. Mày đồ khốn. Mình về phường rồi. Wait, this is dispatch. We've got a riot in progress in Soho. Please respond. I'm in Kennedy Town. What's up? Come by the mobile HQ for an equipment upgrade. Looks like you're going to need it. Mình có một vụ bạo loạn ở khu vui chơi. Bây giờ mình phải về kia để mình làm quét. Kuta. Mình còn mấy cái nhiệm vụ cảnh sát mình chưa làm ấy. Giúp anh lính mới làm gì đây? Anh lính mới có yêu cầu gì nào? Officer, could you give me a hand? I have to make an arrest. These guys are a little scary. I heard you were good enough. Khá đáng sợ lắm.
Tôi nghe nói là anh đánh nhau đỉnh lắm à? Lock. Mày giúp tôi một tí đúng không? Được thôi. Ngạo. Ai à? Đồ hồn. Phải rồi, mình cầm ba tong không khí à? Ui, ba tong không khí ở đâu vậy? Thanks for the help, officer. I'll take it from here. No problem. No, ok. Cảm ơn sĩ quan. Nhìn đó. Ô, gãi đầu vợ, đéo hiểu mình làm gì à? Rồi, đi giúp người tiếp theo xem nào. Xem là mẹ có vấn đề gì cần tương trợ không? Đi mà bớ người ta, cảnh sát đánh người. Bớ người ta, cảnh sát đánh người kia. Đù má, cảnh sát dã man. Hey officer, those little punks are throwing bottles at the dancers. Can you sort them out? Có mấy thằng ném chai lọ vào đội múa lân à? Anh xử lý chúng được không? Được rồi. Được thôi. Ồ, khốn. Ui. Ui. Cũng dễ thôi mà. Ui. Không đá được vào người đó. Cái hết. Ui, thằng này bị giả mù đúng không? Thằng này giả mù đúng không? Mày đã bị bắt vì tội giả mù. Đồ khốn. Mày rủ lòng thương người khác à? Giả vờ đi khập khiễng để ăn xin à? Mày đã bị bắt cái tội đi mày giả vờ đi khập khiễng. Đồ khốn. Thằng ấy lại giả mù. Giả mù còn hút thuốc giữa công nơi công cộng à? Tội của mày là làm ô nhiễm đi mày môi trường. Đồ khốn. Mày đã bị bắt. Mình thật là làm nhiều chuyện tốt quá đi mà. Rồi, mình giả tiền cho thằng bán xá xíu rồi thôi, tại vì nó nợ tiền. What's this? You a delivery boy now? A real man wouldn't deliver some punk's envelope. A real man doesn't run errands. You eat pork bun, lots of pork bun. Then, maybe, you don't have to do stupid favors no more. Ờ, phải luôn. Kệ con mẹ tao. Cái đi con... Ui, mày còn phải dậy nơi tao à? Hả? À, tao là đi mẹ sĩ ra cảnh sát đấy nhá. Đồ khốn. Đồ khốn. À, không đánh được nó. Nó là NBC bất tử. Không đánh được nó. Đi tử.
hai thằng khốn này. Đương nhiên đấy, mày đâu bị bắt vì tội đi phạm về xe phim khiêu dâm. Mày nữa, đi phạm về phản đối à? Mày đã bị bắt vì tội xem phim khiêu dâm. Đủ má. Xem phim khiêu dâm ngoài công cộng à? À thằng này, mù còn đeo nghe điện thoại. Mày bị bắt vì tội mẹ mù. Thì ở chỗ này à? Để xem nào. Mày đã bị bắt vì tội làm cảnh sát. Mày đã bị bắt vì tội làm cảnh sát. Đồ khốn. Đồ khốn. Mày bị bắt vì tội làm cảnh sát. Không được động đậy. Mày đã bị bắt. Giật nữa rồi đấy. Như còn nhảy nhịp mà về tango ấy nhở. Ôi, ôi, ôi. Này thì bắt tao rồi. Ây da. Wow, mình có thể cướp súng từ nó này. Đứng yên, không được động đậy. Mày đã bị bắt. À đây đây. Đi mẹ mày không được cử động. Tao có con tim ấy. Đồ khốn. Tao có con tim ấy. Ui, nó bắn cả cảnh sát luôn kìa. Thằng này dã man thật. Sát đã bắn cái đồng đội ạ. Đủ má. Này thì đồ hồn. Nhưng mà nhảy như run thôi. Gì chứ. Hài nữa rồi. Hài thật đấy. Nhảy như run vậy. Đủ mà. Test thử nghe em ạ. Nhảy quá. Nhảy đấy. Tăng 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 tăng. Buồn cười rồi. Here you go. Yes. Thanks, Wei. I knew I could count on you. You're welcome. Bạo động ở khu phố ăn chơi. Mình ra thử làm mấy cái nhiệm vụ này xem nào. Xem nó có cái gì không. Ai cho mày hút thuốc đây? Ai cho mày hút thuốc đây? Mày nằm xuống, nằm yên đấy. Ui, thằng kia giật đồ kìa, thằng đi mà, đứng lại. Ôi, mày xong rồi. Úi dồi, chẳng biết chạy được kìa. Đứng lại ngay. Mẹ mày, đứng lại. Đù má mày đứng lại.
chạy nhanh đi nhở, nó ăn cái đéo thì chạy nhanh đi nhở. Thằng khốn đứng lại. Vừa chạy nhanh thế. Wow, mày đứng lại cơ mà, đi con mẹ mày. Tôi xong rồi, bị nó cho vào bẫy rồi. Vẫn bật. Mày không biết thì mẹ mày tao học 10 năm tán thủ à? Đồ khốn. Mày không biết tao học 10 năm tán thủ à? Mày thì bật tao này, đứng dậy. Mày đã bị bắt thì tụi ăn cắp ăn trộm. Mày đã bị bắt thì tụi ăn cắp ăn trộm. Cho tay vào còng đi, thằng khốn. Ok. Mình lại làm được một việc tốt rồi. Cảnh sát đấy, ra khỏi xe ngay. Stop, police! Trông cái xe buồn cười lắm, anh có thấy không á? Holy shit! Get out of here! This thing might blow up half the neighborhood. Ờ, cái này có bom à? Có bom bên ngoài à? Bọn Hồng Kông này nó nguy hiểm thật đấy mẹ. Điên rồ vậy. À mấy thằng Zupo này. Ôi dồi, thấy cảnh sát đi mẹ đập chai. Thái độ gì đấy? Thái độ. Một mình mày. Chúng mày có hình xăm à? Mẹ con mẹ Hồng Kông. Được à? Ok luôn. Hong Kong police.
sai cho cảnh sát Hồng Kông vào nhiệm vụ nào. Nó vừa bị đít anh em ạ, nó bị đít con mẹ mất, bất lẽ rồi. Chắc là mình đang cái con ở Yakuza ấy, nó đang hỏi là anh có muốn vui vẻ không. Mất 10.000 yên, nếu mà mình vừa gật đầu cái màn hình đang màu hồng nữa đít các mẹ luôn. Màu hồng nữa đít các mẹ luôn, mình cay luôn. Cố phá đảo nốt cái DLC và Sleeping Dog này vậy. Anh em chờ nhá. Phá đảo nốt cái con DLC của ngành. Xong sau đó thì chúng ta chuyển sang một trò mà anh em sẽ rất là thích. Thích xem ấy. Có thể là sẽ rất là thích xem. Và không thích xem thì vào mỗi nữa thôi. Nhưng mà nó không bị đít liên tục như thế đâu anh em, nó không bị đít liên tục như thế đâu anh em, có thể là do máy mình nó cũng cùi quá hay sao. Đít liên tục mới uất chứ. Wait, this is dispatch. We've got a riot in progress in Soho. Please respond. Có một vụ bạo động ở khu ăn chơi. I'm in Soho. Ở khu ăn chơi đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong người kia để bắt chúng nó. Mình phải đi giải tán hết các đoàn người. Cùi anh em thì máy cùi mà, máy tính 1060 cùi vẫn lâu. Con chip Ryzen yếu á. Càng ngày nó càng yếu. Mấy thằng chó này, ai cho mày tụ tập ở đây? Ai cho mày tụ tập ở đây? Đây là chỗ cho chúng mày tụ tập đấy à? Hả? 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 Đây là chỗ cho chúng mày tụ tập đấy à? Đi về nhà, đi ngủ mau. Này thì chỗ chúng mày... Chỗ này là chỗ cho chúng mày tụ tập à? Đám đông ở đây đang mất kiểm soát rồi. Đi thôi anh em. Đi về nhà ngủ ngay. Ai chúng mày tụ tập tụ 5 tụ 3 ở đây à? Ai chúng mày tụ tập tụ 5 tụ 3 ở đây? Đổ khốn. Túng 5 tụ bà ở đây. Đồ khốn. Này thì ai cho mày túng 5 tụ bà ở đây? Nói tao nghe. Không về nhà mà đi ngủ đi. Đứng dậy. Đứng con mẹ mày dậy. Này thì chúng ta phải giữ đợi ở đây để khi chi viện tới à. Được rồi. Này thì hello bạn chùm nha. Hello bạn chùm. Tại vì vừa nãy cũng có một bạn yêu cầu anh chuyển qua chơi Sleeping Dog đi, đánh nhau cho giống thế giới ngầm. Vừa nãy là mình chơi cái trò kia nó bị crack con mẹ rồi, đéo chơi được nữa. Không, mình cũng muốn chơi lắm anh em ạ. Mà tí nữa mình sẽ đổi sang một trò khác nữa vậy. Nếu mà khi nào mình phá đảo xong con DLC của con này.
cũng sắp rồi em ạ. Đoạn này là cũng gần gần sắp sắp phá đảo rồi. Còn mấy cái nhiệm vụ phụ giờ hơi thôi, mình không tính. Thằng này ai cho mày mẹ mày biểu tình hả? Biểu tình này. À, lấy vũ khí áp chế đây. Ui, con vũ khí này khỏe đấy. Đi thôi những người anh em. Giải tán ngay. Giải tán không? Kết của con này á? Thì anh em sắp kết rồi anh em. Anh em yên tâm, anh em sẽ được nhìn thấy cái kết trong ngày hôm nay thôi. Đi con mẹ. Đấy luôn. Đánh nhau với tao. Đồ khốn. Sao mình lại thất bại nhiệm vụ này? Mình phải lên trên này. Sorry. Ui. Đi con mẹ thằng nào ấy. Thằng nào nhưng mẹ mày phi cả xe xuống ấy. Cái này là kết DLC mà. Đúng rồi. Kết DLC anh em. Còn cái kết chính là Waysen vẫn sống nha anh em nhá. Waysen vẫn sống mà. Waysen đã biết được Big Smiling là thằng... Big Smiley là cái thằng gì nhỉ? Big Smiley là thằng cảnh sát trưởng. Cái thằng cảnh sát mà giao cho mình nhiệm vụ ấy. Chính là Big Smiley anh em nhá. Nó đã gài vào để nó lấy thông tin. Cái ông già ấy chuẩn luôn. Cái ông mà giao cho mình nhiệm vụ ở đầu game ấy thì ông ấy chính là người gia nhập băng đảng ngồi xong rồi hại mình hay sao ấy, hại mình. Nằm xuống. Còn thật ra anh em Sanonji tốt mà. Trừ cái thằng Dog Eye ra. Trừ cái thằng Dog Eye thôi anh em ạ. Còn trong băng đảng mình ai cũng tốt hết đấy. Trừ cái thằng Big Smiley và Dog Eye ra thôi. Còn trong băng đảng mình từ sếp của mình cho đến đúng rồi, ông đại ca của mình là bị chết trong đám cưới. Ông đại ca của mình là bị chết trong đám cưới. Nhưng mà thằng ấy là rất là tốt. Thằng ấy tên là gì nhỉ? Thằng ấy tên là gì nhỉ? Không nhớ anh em ạ, không nhớ. Nhưng mà thằng ấy là thằng một thằng tốt. Thằng ấy tốt với mình ấy. Thằng ấy nó cũng không biết mình là cảnh sát ngầm. Quên thôi. Kiểu lâu quá không chơi, quên mãi mất. Nhưng mà tôi vẫn nhớ thằng bạn thân của mình nó tên là Jackie.
về sau Zaki chết, về sau Zaki cũng chết, khổ thân Zaki vãi lộn. Nói chung là mẹ mình làm cảnh sát ngầm, thằng đéo là bạn mình cũng chết vãi lộn, trừ mình ra và trừ bọn cảnh sát ra. Mẹ thằng nào cũng chết ạ, vãi lộn. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ không có Sleeping Dog 2 đâu anh em ạ. Mình nghĩ là mình sẽ không có Sleeping Dog 2 đâu. Sleeping Dog 2 thì chắc là sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác, không phải về Wasteland nữa. Mình cũng đang rất ngóng Sleeping Dog 2 nhưng mà bao nhiêu năm rồi không có. Không có khí độc trên chiếc xe đấy. Không có anh em ạ, chưa không có nhá. Bao nhiêu năm rồi từ khi Sleeping Dog ra là không có bản Sleeping Dog 2 nữa. Ơ, đừng bắn chiếc xe á, mình không được bắn chiếc xe đấy à? Không anh em, cái đoạn cuối của cái đoạn cuối của Sleeping Dog này là cái bà trong cái San Onji của mình đã biết mình là cảnh sát ngầm mà, thì cái đấy là kết mở đi anh em, làm sao mà là kết cuối được. Cái đoạn cuối ấy, anh em có chú ý đến cái đoạn cuối mà nói chuyện với cả con thanh tra không? Nó bảo là bây giờ anh sẽ làm gì hả Wasteland, thì nó bảo là nó tiếp tục sẽ về, nó sẽ làm giang hồ tiếp. Nó sẽ làm giang hồ tiếp anh em. Thì cái lúc đấy cái bà hình như là cái bà chỉ có một bà lãnh đạo trong San Onji thôi. Thì cái bà ấy, bà nhìn thấy mình là đang nói chuyện với cảnh sát ngầm. Thì đấy, thì mình nghĩ là chắc là nó là một cái kết mở đấy anh em. Là một cái kết mở để làm Sleeping Dog 2 mà, nhưng mà không biết cái khi nào ra anh em ạ. Chứ còn cái đấy là kết mở mà anh em, có phải là kết đóng đâu. Tại vì là mình vẫn nói là mình sẽ hoạt động theo San Onji tiếp. Mình vẫn sẽ đi theo San Onji để mình làm cái gì đấy. Và hình như là có một ông là ông Hai Cầm này, với cả một bà là bà tên là gì ấy. Thì bà đã nhìn thấy mình là mình là cảnh sát ngầm rồi. Nhưng mà mong là nếu mà có ra Sleeping Dog 2 thì không, mong là Square Enix nó không làm mình thất vọng. Tại vì là Square Enix mới ra một con game mới anh em. Không biết anh em có biết không, nhưng mà Square Enix nó đã ra một con game mới là con mà Marvel ấy. Thì luôn tôi chơi được đúng 5 phút. Tôi chơi đúng 5 phút thôi anh em ạ. Tôi chán vãi luôn. Tôi xóa con mẹ nó đi luôn. Nhưng mà Square Enix nó sẽ không làm mình thất vọng trong những dự án game mới. Đúng rồi, Marvel ấy, cái con game Marvel mới đấy anh em. Mẹ con game Marvel mới chứ, cái lột ấy mình chơi thử rồi. Mình thấy nó như lột ấy, thế là mình cũng không muốn giới thiệu cho anh em lắm. Hình thì xấu mẹ. Xong rồi cái cử động tác của nhân vật nó cứ giả giả rồi đéo gì ấy. Nó đéo giống thật thì nhìn nó ngứa mắt nữa thôi. Ít ra chơi Spider-Man trên PS5 hay là Spider-Man trên PS4 thì chơi có cái cơ chế đánh nhau và nhìn nó giống thật. Chơi Marvel khó chịu vãi rồi.
hình nó cứ kiểu kéo ấy. Xong rồi cơ chế đánh nhau nó cũng đầu buồi. Nếu mà anh em bảo tôi chưa chơi thì tôi đã chơi phần đầu tiên rồi anh em ạ. Tôi chơi cái phần mà mình là một con bé, mình vào trong đấy mình tham dự cái triển lãm lồn ma hồ hay sao ấy. Xong rồi mình hóa thành Iron Man bật người. Chán luôn mà cái cơ chế chán nó chịu được. Tờ que nick bây giờ chỉ là Final Fantasy tiếp theo thôi. Tới Kingdom 2 thôi. À, đúng rồi, đấy là cái game mới nhất của Square Enix đấy anh em ạ. Hình như là chúng nó chạy deadline hay sao ấy. Chứ còn đéo ai làm game như thế. Marvel Adventure cũng là một cái mẹ bom tấn xịt của Square Enix. Alright, I'm in Aberdeen. What's going on? We have a call for PTU response. We're dealing with heavily armed suspects. Giống hệt Cyberpunk, như vậy Cyberpunk của CD Projekt. Cyberpunk đấy đéo mửa được. Mình đã ghét góc nhìn thứ nhất rồi mà mình thấy review chúng nó còn bảo là cái đấy nó tệ lắm thì mình nghĩ là không nên phải cái trò đấy. Dù trò đấy nó đã ra cửa bắt của anh em nhá. Nếu mà anh em muốn chơi để trải nghiệm thì anh em có thể lên kênh tải game hoặc là gì đó để anh em chơi. Nó bản nó Cyberpunk ra cửa bắt của em nhá. Anh em nếu mà anh em muốn chơi thì anh em có thể tải bản Crack ở trên Cyberpunk, à ở trên tải game.org. Anh em muốn chơi còn tôi thì chắc là không chơi được game ở đâu. Ôi cái súng này bắn quẽ đấy nhở. Cái súng này bắn quẽ này. Để về chơi góc nhìn thứ nhất thì vẫn khuyên anh em chơi những con như kiểu là gì nhỉ? Call of Duty này, Battlefield này. Đấy. Thì nhìn nó vẫn đỡ hơn. Mình thì mình lại thích chơi góc nhìn thứ ba hơn, góc nhìn thứ ba chơi là đỡ bị đau đầu. Come on guys, let's do this. Đỡ bị đau đầu anh em ạ. Chơi anh em chơi góc nhìn thứ nhất chơi tầm 1-2 tiếng cũng đau đầu á. Không chơi được góc nhìn thứ nhất lâu. Cái súng mới bắn quẽ nhở. Phải khởi tên.
Mày cảnh sát đây. Công nhận quay sen khỏe thật đấy, đi không lại là người như phượng ấy. Ước mơ lớn quá nhỉ. Ước mơ lớn thật. Thế thì ông phải đi mà làm ra thuốc virus zombie như đây gon để may ra. Thế giới này chấm dứt rồi không ạ? Chứ ông là con người này, còn những cái người cảnh sát như tôi thì ông làm sao mà làm thế giới chấm dứt được. Bắt nó. Chai dầu gội đầu. Ơ, chết tiếng hả? Sao phân thưởng đã nhận là một chai dầu gội đầu rồi nhỉ? Đủ má. Rồi, về gội đầu cho sạch à? Được. Vừa bắn nhau xong đầu đang bết. Về thưởng được một chai dầu gội đầu để gội đầu cho đỡ bết. Phần thưởng cũng ổn đấy. Cảnh sát Hồng Kông biết chăm sóc mọi nhân viên nữa rồi. Chăm sóc cấp dưới là quan tâm thật sự. Hẳn một chai là vội đầu luôn. Tránh đường. À, mình có coi mà nhỉ. Tránh đường không ai làm nhiệm vụ. Phương tiện phía trước, tránh đường cho công an làm nhiệm vụ. Tất cả các phương tiện phía trước, tránh đường cho công an làm nhiệm vụ. Tất cả các phương tiện phía trước, tránh đường cho công an làm nhiệm vụ. Cái súng của mình nó xịn hơn rồi này, thân nó ngắn hơn rồi. We're taking
Anh đã bị bao vây. Giơ tay lên để được nhận sự khoan hồng từ pháp luật. Đúng má. Giơ tay lên. Đâu thằng này đâu rồi? Thằng này đâu nhở? Này thì vẫn chống đối người thi hành công vụ rồi. Các anh đã bị bao vây. Giơ tay lên để được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật. Vẫn chống đối, vẫn chống đối. Vẫn chống đối hả? Này thì chống đối này, này thì chống đối này. Anh đã bị bắt. Chúng ơi. Mình đây là một cuộc tàn sát. Tàn sát hết chúng mày. Này không nghe lời cảnh sát à? Xả phấn đạn vào người nó. Ôi, mình bắn nhầm đồng đội mình rồi. Em xin lỗi. I'm so sorry. Mày nhìn anh giống tội phạm quá. Đồng nghiệp cẩn thận bên trái kia. Trời ơi. Để tôi cover bạn. Đồ khốn. Nó bắn đồng nghiệp vào. Kết thúc rồi. Vĩ là tôi đây. Hãy gặp tôi ở trụ sở của thế giới di động. Được rồi, ok. Nói đi mẹ thằng đất mơ xe cảnh sát. Này, này, mày có biết lái xe không em? Này, xuống xe nói chuyện này. Này, Hong Kong Police. Xuống xe đây, mày không thấy toàn đặc nhiệm đây à? Mày dám đâm vào xe cảnh sát à? Xuống xe này. Đi với mẹ nhìn thôi. Khốn mày đâu bị bắt vì tội đi phạm về đâm vào xe cảnh sát. À anh ơi, sắp nó về phường nhá, không thể để đi mẹ về chúng nó lộng hành rồi. Công an có tiếng nói hẳn. Trời ạ. Làm dân thường nói nếu anh nghe là công an cũng có tiếng nói hẳn. Tránh đường á. Công an đi làm nhiệm vụ. Má mày. Anh em phải học được giỏi để làm công an nha anh em nhé. Công an có tiếng nói. Is on Lạc Thinh Island. Take him out. Be careful. He's got a whole army out there. Để rồi mình sẽ đi bắt cái thằng chủ của cái vụ của đánh bom cả cái đất Hồng Kông rồi. Yes, sir. Yes, sir. I was aware of that.
investigation is proceeding. No, sir, we don't know that yet. We don't know that either. Yes, sir. The minute I know anything, I'll... Superintendent, if I knew any of this, do you think I'd keep it from you? As soon as I can answer that, I will. Thôi, mình được thành tích là tránh đường ấy. Đúng không đấy? Phải phải cái thành tích gì? No, sir, I don't think it's gangsters. I don't think it's terrorists either. Đây là bọn khủng bố mà sao đen rồi. What would the communists have to gain? They already have the city back. My mother thinks it's aliens. Yes, that kind of alien. I'll certainly keep you apprised. Mình đi xe cảnh sát mà mình đâm vào xe cảnh sát mình sẽ không bị truy nã. Không nhớ chùm nhá, chỉ có một DLC là mình làm cảnh sát thôi, còn DLC thứ hai của nó là mình làm thầy pháp sư trừ tà anh em ạ. Rồi, anh bắn để yểm trợ. Phần DLC đầu tiên ấy là mình làm thầy pháp sư trừ tà. DLC 2 là mình làm cảnh sát. Không tính cốt truyện chính rồi. Pháp sư trừ tà anh em ạ, pháp sư trừ tà. Nghe mà pháp sư trừ tà anh em nhá. Bộ này manh động rồi đấy, đâm vào cả cano của cảnh sát ạ. Thì lại có một chó này. Đủ má, mấy thằng này manh động thật. Bộ này cũng manh động. Đồ khốn, mày manh động à? Tao bảo mày dừng cano lại, không được đuổi theo nữa. Sau bản Sleeping Dog chính của nó được tầm 2-3 năm gì đấy anh em ạ. 1 năm hay 2-3 năm gì đấy thì không nhớ. Nhưng mà nói chung là các bản DLC này thì thực ra là anh em chơi cho vui thôi. Chứ còn thật ra nó cũng không có ý nghĩa gì lắm. Thì bởi vì đâu meaning anh em ạ. Trong cái bản chính của nó ấy, thì nó còn một cái gọi là quest phụ nữa. Nếu mà anh em đến cái điểm mà anh em đến cái điểm không biết là anh em đã chơi qua cái đấy chưa,
nhưng mà có nghĩa là anh em đến một cái điểm bến tàu nhá, thì nó sẽ có một cái gọi là thế vận hội những người đánh võ khỏe nhất đấy, thì nó sẽ cho anh em ra đảo để anh em đánh võ ấy, mài võ ấy. Sau khi mà kết thúc cái đấy thì anh em sẽ được thêm mấy miếng võ nữa của Mây Thái. Không biết anh em có chơi cái đấy chưa? Cái bến cảng ấy nó ở đây này. Nếu mà anh em chưa biết thì mình chỉ luôn. Nó sẽ ở cái tầm đây, nó sẽ ở tầm bãi biển Kennedy này. Thì anh em ra đây này, nó có một cái tàu. Cái tàu thì nó sẽ dẫn anh em ra cái đảo này. Cái đảo này để đánh nhau. Đây cảng, nó sẽ ở cảng cảng Kennedy này. Thì anh em nếu mà anh em chơi bản chính ấy thì nó sẽ có cái đấy. Thì anh em ra đánh nhau thì anh em sẽ học được thêm mấy miếng võ nữa, mấy miếng võ Muay Thai nữa. Nó sẽ kiểu là nó sẽ gọi tất cả những người đấu võ hay nhất tụ họp vào trong cái đảo đấy để đánh nhau, để chọn ra một người gọi là bá đạo nhất, thì Wei Shen chính là người đấy. Và điều ấy nó là chắc con mẹ chắn rồi, bởi vì mình là nhân vật chính mà. Nhân vật chính mà thua thì thôi, hết mẹ game. Chưa thì để hôm nào mình rảnh, mình ngồi mình chơi thì mình sẽ chỉ anh em luôn. Còn tí nữa anh em sẽ đổi sang một game khác nha. Ôi. Bây giờ tìm thằng giáo chủ rồi. Địt con mẹ thằng khốn. Thằng khốn, đứng im, mày đã bị bao vây. Mày không được cử động. Tao thất bại à? Lời tiên tri sẽ trở thành sự thật. Đi mẹ mày, sự thật à? Nhảy đi con chó, nhảy đi. Tăng tăng tăng, tăng 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 tăng. Tăng tăng tăng. Rồi, mày đã bị bắt. Vì tội địch mạng mày làm khủng bố, đồ khốn. Nằm đấy và xá tội đi. Vị trí của tao trên thiên đàng đã được đảm bảo rồi. Then our time here is done. Let's get him booked. No, let's wait a second. 3, 2, 1. Rồi, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới anh em nhá. Chúc mừng năm You're mới. You're under arrest, asshole. Happy New Year. Rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành của em ạ. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong bản DLC rồi anh em. Ok, chúng ta đã hoàn thành bản DLC rồi.